Nhiều lắm. Stream này là ok luôn á. Giờ gán á. Rồi, Thịnh chào lại anh em nha. Bữa giờ mình xoay quanh những cái trận đấu nhiều quá mà Thịnh thiếu anh em những cái clip hướng dẫn bida, thì sẵn cái chuyến mà Lâm Con vào đây để tập luyện bida chung với Thịnh Ken thì Thịnh hứa sẽ hướng dẫn cho Lâm Con cách xào bi 2 nút như thế nào. Thì trong video lần này là Thịnh sẽ hướng dẫn cho em Lâm cách làm thế nào để mình ghi được 100 điểm nha các bạn, mà chỉ trong vòng 1/4 bàn. Thì Thịnh để cây cơ ở đây các bạn, tức là Lâm sẽ đánh làm sao 3 trái bi này nó không đi ra khỏi cây cơ nha anh em ha. Đó, thì đây là những clip hướng dẫn bida lâu lắm rồi Thịnh mới làm lại những clip này. Rồi mong mọi người ủng hộ nha. Rồi bây giờ cái hình bi cố định cho Lâm là hình này. Và em sẽ đánh cố gắng xào bi 100 điểm. Và Thịnh khi mà Lâm gặp những cái cú đánh nào mà khó khăn, có xử lý sai thế nào, Thịnh sẽ giải thích rõ cho các bạn hiểu Lâm đã chọn lựa như thế nào ha. Ok, mọi người bắt đầu. Rồi bây giờ nha, bị chủ bị trắng, em làm sao em đánh đúng 100 điểm nha. Một. Các bạn chú ý ha, 3 bi sẽ không đi ra khỏi vòng, không đi ra qua khỏi cây cơ này nha. 1 điểm. 2. 3. Một pha xử lý chưa được tốt của Lâm Con. 3 điểm nha các bạn. Suy nghĩ kỹ cái trái nào mà mình sẽ ra được cái hình bi tiếp theo là chô kéo hay gì đó thì mình mới chọn đạn. 4 điểm, tốt, vẫn còn nguyên nha anh em. 4 điểm, 4 điểm bị tẹt cơ. Để cái cơ ngắn thôi, nhấp ngắn thôi, đừng nhấp dài quá. Lại nè. Đánh hụt thì ông nói tẹt cơ thì mình quýt lại đi. Rồi. 5. Vô trận là tẹt cơ không được quýt lại đâu nha. Rồi, vào dậu. 6. 7. Đó. Vừa rồi là xử lý trái bi vừa rồi là bị không đúng rồi đó. Quýnh tiếp đi. Đó, làm cách nào để cứu. Các bạn xem nha, cái xào bi 2 nút là cái đỉnh cao của bida luôn á. 8. Ồ, tốt. Rồi, tiếp tục. clip nãy bị dính nhạc bản quyền các bạn ơi. 9. Lúc nãy Thịnh bị dính nhạc bản quyền á, bên ấy nó báo nên Thịnh ấy rồi. 10. Mà trận đó Khánh La Ve quýnh cũng không tốt các bạn ơi, để ngày mai nó quýnh tốt hơn. Trận này Thịnh thắng xa quá. Rồi, gài bi sao đạp đỏ lên rồi. 11 rồi phải không? 12. Đó, suy nghĩ sao đừng cho vàng lên nha. 13. Rồi, vẫn còn được. Rồi, Lâm gần cán mức rồi nha anh em. Cán mức là thua nha các bạn. 13 điểm. Xào 2 nút khó chịu lắm anh em. 14. Chưa. Vẫn còn nguyên. Rồi làm sao nữa đây nè, đó. Mười lăm, tốt. Mình quýnh cái này mình sẽ tư duy rất là nhiều nha các bạn. Mười sáu, rồi tiếp tục. 16 điểm. 17. Rồi, Lâm Con đã cứu Bi thành công các bạn. Bi về khu vực an toàn. Mười tám, tốt. Mười chín, tiếp tục. 20, rồi tiếp tục. 21, 22. Các bạn cổ vũ cho em Lâm ha, để quýnh được cái 100 điểm này nha. 22. 23, tốt. 24, rất hay em. Đánh trái bi vừa rồi hay á. 24. Còn hở xa. 25, tốt, tiếp tục. 26, tốt. 27, rất đẹp. Rất tốt các bạn, 27. 28. Quá ngon, 28. 29. Hơi dư hay giờ, hơi dư xíu vẫn còn ngon, 29 điểm. 30. Rồi đó, những hành vi này phải xử lý nè các bạn. Hành vi này xử lý không khéo là hư. 30 điểm. 31, quá hay. Ok em. Lấy được má ngoài là hay. 31. 31 điểm. 1 rồi, Lâm ơi. Ồ, nó trúng các bạn ơi, hên quá. Trời ơi, nó quýnh vợt chơi mà nó cũng rùa nữa. 32, nhờ đá trúng anh em. 32. Đó, rồi khúc này làm sao cứu cho bi đỏ nè anh em. Động não. anh em like video giúp Thịnh nha. 32. Đây là những cái kỹ thuật cao cho bida. Sao bi 2 nút. 1/4 bàn. Tức là quýnh cái bi chỉ trong cái khung này thôi. 33, tốt, tiếp tục. Đó, làm sao em cứu được trái này đây nè. 34 Lâm vừa đi 34 điểm các bạn. Sao y 1/4 bàn thì các bạn đã từng coi clip Thịnh xào này, Thịnh quýnh 200 mấy rồi đúng không? Thì bây giờ rồi hồi nãy nè có một trái bi nè, một trái bi Lâm xử lý nó bị sai khúc này nè, em nhớ trái bi này không? Em có trái bi này là em nhớ không? Em kéo vô băng này nhớ không? Em nhớ cái băng không? Trái banh này là KGE nè. KGE nè, nó đang đi xuống rồi nè. Vô đây nè. Hiểu không? Tức là mình quýnh 1/4 bàn á các bạn. Cái bí quyết của mình á là mình làm sao cho bi, 2 bi KGE nó tấp vô cái băng ngắn này nè. Tấp vô băng ngắn này. Và cái đoạn an toàn của nó đó là đoạn giữa này nè. Đây là khu vực an toàn, tức là 2 nút này nè. Mình hạn chế đánh vô dậu, tại đánh vô dậu mình cũng phải đưa ra ngoài à. Hồi nãy trái bi này á, Lâm xử lý như vậy nè các bạn. Lâm chô 1 băng để phê nghịch. Đó. Cú đánh này á, nếu mà xử lý tốt như vậy á thì 2 trái bi này vô dậu mình cũng phải đánh nó văng ra các bạn, thấy không? Tức là khi mình xào bi á, mình quýnh theo lực cắt góc á, mình hạn chế đánh vô dậu. Trái này Lâm nên xử lý là chô trực tiếp. Nè, Lâm nhìn nè. Đó, tức là khi mình quýnh không có xào bi 2 nút á, mình quýnh sao cũng được. Nhưng mà trái này em chô nè, không bi ra nè. Em chô trực tiếp nè, là hàng đỏ nó bắt 2 băng ra mắc kiến. Đó, em sẽ ra một cái đạn thuận. Em ra đạn thuận, thấy chưa? Em ra đạn thuận này em dễ xử lý, em đưa nó ra hơn. Tức là cái hình này là mình sẽ quýnh. Các bạn nhìn cái sự chọn đạn khi mình quýnh cái xào bi này quan trọng nữa các bạn. Giữa cái chô 1 băng với cái chô trực tiếp nó khác nhau xa. Đó, bi này mình chô trực tiếp là được rồi. Đó, như vậy là ok rồi nè. Rồi em thấy không? Em ra trái bi này đúng không? Rồi nè, em sơn mỏng cu lê cái nè, thấy chưa? Đó, nó lại vô thế tiếp tục. Rồi, massage nhẹ lụm. Không, lại vô bi em xào tiếp nè. Rồi mình xào tiếp nè. Không, luôn luôn á em quýnh cho nó về cái khu vực băng ngắn. Các bạn nhớ các bạn, mình quýnh cho 2 trái KGE này nè các bạn, nó cứ tấp vô trong đây nè thì mình mới xào bi cái khu vực này an toàn được. Mình quýnh mà trái 2 trái này nó bơi bơi ra giữa đây đó ra, giống như nãy lông ra trái này là thấy khó rồi. Các bạn thấy không? Tức là mình không có một cái góc lý tưởng á, để mình quýnh cát đá đôi á. Giống như hình này mình đá đôi được nè. Đó, hình này mình đá đôi được ra mắc kiến. Khi mình ra được mắc kiến á, mình quýnh mắc kiến xỏ lỗ á, thì mình mới gài trái bi nó quay ngược lại được. Còn những hình này rất là khó. Nãy Lâm đánh trái bi này hay á. Nãy Lâm xử lý trái bi rất là hay. Lâm đánh lấy má ngoài chân phải luôn. Đó, Lâm đánh cái cú đánh này nè. Nhưng mà cú đánh này khá là nguy hiểm. Vô trận dễ hụt lắm. Đúng không? Đó, nãy Lâm chỉ xử lý sai đúng con trái banh đó, dẫn đến nó đi vòng vòng lên đây, thấy chưa? Đó, rồi. Cái thứ hai, khi quýnh những cái cú đạn vậy, anh em chú ý ha, những cái cú đạn mà để mà xào bi 2 nút là Thịnh chia sẻ với anh em nè. Những cú đánh này các bạn, mình chỉ việc á, mình đâm nhẹ vậy thôi nè, mình đâm mũi cơ ngắn là bi KGE tự động nó chạy, nó sẽ chạy im lại. Lâm quýnh còn sử dụng cái gân nhiều quá các bạn. Rồi làm lại ha. Mới 34 điểm các bạn không? Xào bi 2 nút rất khó hơn đánh Ken nữa. Rồi bây giờ chúng ta tới lần thứ 2 của Lâm ha. Đó, vừa rồi Thịnh hướng giải thích là Lâm chỉ chọn đúng có 1 trái bi đó sai, dẫn đến hình bi tiếp theo nó không như ý, rồi cứ bít kê mát xê nó dễ hư lắm. Rồi tiếp tục. Rồi 1 điểm. Rồi bàn chói anh em để mình chỉnh lại cho. Để Thịnh giảm cái ISO xuống rồi. Bị gì vậy? Ồ kìa em, từ từ thôi đừng gấp. Bốn. Rồi. Chưa con luôn. Trời ơi, quýnh trái bi gì ghê vậy? Rồi sao quýnh trái này nè. 4. Đó, bít cây mộng. Thấy chưa? Nãy quýnh sai trái nào, nói lại. À, sai C phải không? Đó, vừa rồi sai. Các bạn thấy không? Xào bi mà sai trái KGE có một xíu thôi à, là nó khác rồi. Ok, ánh sáng vừa đủ cho các bạn. Tại vì chắc cái đèn này nó sáng quá nè. Ok, giờ làm lại ha. Tới Lâm Con làm lại nha. Tiếp tục. Chúng ta sẽ hành trình Lâm Con lột xác thành cơ thủ như thế nào. Một. Hai. Rồi, tiếp tục. thả mỏng cái hoặc là cu lê phải nghịch cho ra mắt kiến. 3, thấy chưa? Rồi đá đôi, quýnh đá đôi hoặc là thả cái bóng kia ra. Thả nhẹ cái, thả mỏng á, thả mỏng bóng bấm kia ra. Rồi 4, đó, bấm đó ra đá đôi nha. 5. Ok, tốt. Tiếp tục. Cú lê phải nghịch tiếp. 6. Đó, rồi thả sân mỏng nhẹ nhàng. Bảy, rồi tiếp tục thả mỏng nhẹ cái nữa, gài hình để mình chô hàng trắng. 8, tiếp tục. 9, rồi một băng rồi. 10, đó, vô cái lực im ái thôi. Rồi tiếp tục đó, bi hở các bạn. 10, sơn móng. 11, rồi đá đôi. 12, rồi quýnh sao làm sao cho đá đôi ra mắt kiến. Trái bi này, phải hơi bít kê rồi. 12, vô lực vừa phải thôi. 13, tốt lắm em. Rồi tiếp tục mở bi để gài đá đôi tiếp. 14, 15. Đó, thấy giờ vừa rồi là em quýnh á, cái vừa rồi là em quýnh em không có rõ là em muốn đá đôi hay là muốn xỏ lỗ. Cái bi này là đâu ra được, bắt buộc phải xỏ lỗ rồi. 15. Rồi, và em phải xỏ làm sao ra vị trí để đá đôi trắng nè. 16. Rồi, không sao. Rồi coi hàng vàng, hàng đỏ đủ góc vô không? Không đủ góc vô là phải bắt buộc phải bít kê đỏ góc. Ok, đẹp em. 17, đó, chỉnh cái lực trái KGE lại. 17, rồi không sao, bi này vẫn ngon, trắng ngoài. 18, vào dậu nè, chỉnh kỹ những trái bi này nè, đừng để nó ở lại. 19, rồi làm sao để cho nó ra mà nó không bị dính lại nè. 19, rồi 20, tiếp tục. 20, 21, rồi làm sao để trái bi này nó không bị đây nè. Rồi lấy máu ngoài này nha, kéo lấy máu ngoài. 21, kéo lấy máu ngoài đỏ. 22, trái bi vừa rồi là đánh nó bị ấy đó, sai mũi. Không sao, tiếp tục. Đó, trái bi này bắt đầu là khó chịu rồi nè anh em nè. Làm sao nè, quýnh một băng nè, lấy cho hàng trắng nó nằm đây thôi nè, cái kéo hàng trắng lên là bắt hai băng lên đây ra cặp mắt kiến ở đây mới sửa được, tức là quýnh một băng mỏng lấy được mặt này nè. 22 điểm các bạn. Ok, 23. Đó, cái khúc này nè, kỹ lưỡng chưa? 24. Rồi thấy fail chưa? Bi đỏ gần cán mất rồi anh em. Làm sao Lâm Con cứu được trái bi này đây các bạn? Các bạn thấy rất khó chưa? Rồi sao? Có được cái nào cho trái bi này không? Rồi cho các bạn coi trái bi này các bạn thấy chưa? Bây giờ trái đỏ nằm đây nè, làm sao mình cứu trái bi này đây anh em? Nó là điều rất là khó. Bây giờ muốn cứu là em chỉ có quýnh cái cú này gọi là đi vào lòng người luôn à. Giờ em quýnh, kiểu nào là thằng đỏ cũng phải chạm đỏ ra ngoài rồi. À, quýnh trái bi này các bạn. Bi này hơi ảo nha các bạn. Đó. Nó vẫn còn ở lại đúng chưa? Nó vẫn còn, nó chưa ra được đây đúng chưa? 25, rồi tiếp nè. Này nó hơi ảo. 25. À, tiếp nè. Rồi khó quá. Rồi bây giờ em quýnh hồi nãy đó, em bị sai trái bi này nè. Đây các bạn chú ý nè, khi Lâm Con quýnh trái bi như vậy nè, có một trái bi như vậy. Trái banh này rất là khó chịu các bạn nhìn trên hình Thịnh chỉ là các bạn. Hồi nãy trái bi nằm ngay đây. Đó vậy nè. Trái bi này nếu mà mình không xào bi hai nút á, mình chô hàng vàng về, tuyệt vời luôn. Nhưng mà mình xào bi hai nút nó ra hình này, làm thế nào để mình giữ trong hai nút các bạn? Mình phải thực hiện một cú kéo bén. Kéo bén làm sao mà trái bi mình ăn được cái má ngoài của con vàng này nè các bạn. Nó nằm ở ngay cái mặt này nè, thì mình mới quýnh cái giò gà đi xuống được. Rồi Thịnh làm mẫu các bạn. Thì hồi nãy là Lâm nó bị đánh, em Lâm là đánh trúng cái mặt bên này, dẫn đến là trái bi nó không đẹp. Nè Lâm, tập mấy cú này nè, mỏng bén nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Chưa qua mức, thấy chưa? Hiểu không? Rồi giờ em quýnh thằng này lên nè. Thấy không? Rất khó. Khó không? Thấy trái bi đó khó không? Nhớ không? Đó nè, giờ mình vô hai nút lại nè, thấy chưa? Đó. Rồi tiếp tục, rồi cung lê vô. Tức là mình làm sao mình cho bi, hai bi KGE nó gần vô cái băng ngắn là được nè, đứng chết ra cho mấy bạn coi vậy nè. Thấy không? Nó như bi này nè, anh thả nhẹ vô nè, bi anh sẽ đối diện trái đỏ. Anh chủ động anh gài vô trái đỏ chưa? Rồi giờ anh chơi trực tiếp. Anh hay sử dụng những đường trực tiếp nhiều á, mục đích là anh cho KGE nó đi vô băng ngắn. Đúng không? Rồi 6 điểm không? Rồi tiếp tục nè, thả nhẹ tiếp nè. Thấy chưa? Rồi bi này là mình hai dao luôn nè. Mình kéo đỏ vào cũng được, mình quýnh mỏng vàng cũng được. Vậy thì bi này á, nếu mình đánh mỏng vàng một băng á, mình lấy cái vàng ra đây nó đẹp hơn. Rồi. Thả nhẹ nè, nhìn cách anh chạm vô bi nhẹ nhàng. Thấy chưa? Chạm nhẹ thôi, để tay, khẽ cái. Rồi 8 điểm. Rồi. Rồi, bi này nè, em chô trực tiếp, em quýnh đỏ một đạn cũng được. Nhưng mà lúc này á, trái bi này nè, nó đang góc đá đôi đẹp. Mình không cần phải quýnh đá một đạn, mình chơi trực tiếp cho đá đôi nè, đúng không? Đó, vậy là ngon rồi, đúng không? Rồi tiếp tục nè, nó nữa nè, đúng không? 9 điểm. Đó, giờ mình ra những cái hình này nè, hình này mình mới phải xử lý kiểu đá một đạn. Rồi thả vô đối diện 10. Thấy giờ em thấy nó xéo chưa? Nó xéo. Bây giờ em muốn cho trái bi KGE đi xuống, bi mình qua đây là mình phải quýnh đảo một đạn, mình lấy cái má ngoài này. Cái này rất là khó, rất là quan trọng cái khúc này nè. Rồi 11 phải không? Bén nè, nhìn cách anh để mũi cơ nè Lâm. Quýnh đòn đâm chứ không quýnh đòn gân nè, đâm vô. Thấy chưa? Là nó sẽ đi vô trong các bạn thấy không? Rồi tiếp tục nè, bích kê nhẹ một cái nè, bích kê chết đạn nè, nhìn nè, để cầu tay gần lại nè, mổ nhẹ nè. Thấy chưa? Rồi trái vàng lại đi vô trong tiếp tục. Rồi 14 phải không? Rồi mình lại mình sẽ nâng niu những cái hình bi này các bạn chú ý ha. Khi mình vô cái mắt kiến á, quýnh xào mấy vụ hai nút này nè, mình nâng niu từng cái. Rồi giờ quýnh một băng nhẹ nhàng đẩy đỏ lên nè. 15. Thấy chưa? Rồi gã mắt kiến nè, em nhìn nè, khi anh Thịnh thả vô trái bi nè, anh sẽ thả sao cho bi nó xéo ra nè. Nó xéo, nó ra một cái tia xéo để anh quýnh cái trái tiếp theo là vàng bắt hai băng lên. Mình phải chủ động cái điều đó luôn. Rồi thấy chưa? 17. Rồi nè, đạp nhẹ lên. Thấy chưa? Tức là mình hoạch định trước cái cú đánh của mình. Rồi tiếp tục bấm nhẹ cái nữa. 18. Cái này nó khó hơn đánh Ken nhiều. Rồi nè, bi này sao? Bính gì? Xỏ lỗ, mình chạm nhẹ vô nè. Rồi chạm nhẹ vô. Rồi 19. Đó ra hình xỏ nè, mình phải xỏ làm sao cho bi mình xéo. Xéo nó ngon hơn, xéo để mình quýnh cái này hai băng. Rồi đó, sơ 20 điểm thấy chưa? Rồi bích kê nhẹ nhàng nè, mình sử dụng cái đạn này nhiều lắm thấy không? Cái đạn bích kê đó đó để em đỡ phải quýnh chô kéo gân. Em giữ được KGE này 21 phải không? Rồi giờ mình đạp nè, mình đạp cho đi vô trong lại nè. 22. Nắm cái bí quyết đưa nó vô, đưa về thấy không? Rồi đã đòi. 23. Rồi, tiếp tục 24, thấy chưa? Đưa nó vô. Rồi, cu lê nhẹ nhàng cái. 25. Em phải nhìn, em sẽ hiểu cách đánh. Rồi, nè, hai vị này anh cu lê là bi nó vô dậu đúng không? Anh sơn mỏng cái anh lấy cái thằng đỏ ra. 26, thấy chưa? Nè, anh tạo KGE thấy chưa? Rồi nè, nhét đỏ vô. Em phải nghịch xíu. Đúng không? Đó, đỏ đẩy vô trong lại. Đúng không? Rồi, 28. Các bạn sẽ coi những cái cách mà Thịnh sắp xếp bi các bạn ha. Rồi tiếp tục nè, Lâm nhìn mấy bi này nè, sơn mỏng đúng không? Sơn mỏng làm sao bi mình vô đây. Nhưng mà trái bi này nè, em sơn mỏng á, em phải làm sao là cho hai thằng này nó thẳng hàng. Vậy thì giờ mình hơi mát xê nhẹ một cái, đúng không? Đó, cho nó xéo xéo vậy, vậy quýnh, hơi dư lực. Vừa rồi quýnh vừa nói nó bị xì anh em ơi. Rồi tiếp tục nè. Thấy chưa? 29. Em thấy không? Những cái đòn đánh nó đơn giản thôi. Rồi một băng chích đạn. Nè, một băng chích đạn mấy này Lâm kỹ nè. Quýnh mũi ngắn rồi đâm nhẹ thôi. Đó. 30. Thấy chưa? Rồi tiếp tục nè. Một băng nhẹ nhàng nè. Mình sẽ chủ động mình gài để ra thế một băng chích đạn tiếp. Thấy không? 31. Rồi thấy gì chưa? 32. Ok không? Rồi, bi này sao để giữ lại được nè. Bi này sao? Bi này sao quýnh sao giữ đường vàng. Nè, hai băng cũng được nè, KGE nó đâu lên lên trên kia đâu. Đúng không? Hoặc là giờ mình quýnh một băng nè. Nè, một băng nè. Ê, sorry anh em. Cũng vừa quýnh vừa nói nó bị xì. Nè, quýnh một băng nè, một băng chết đạn nè. Nhìn nè Long nè, áp phải nghịch nè. Áp nghịch về trái nè. Thấy chưa? Nó cũng qua hết chưa? Nó đâu đi ra được vòng đâu. Hiểu không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục với những cái cú đánh ngắn của Lâm nha các bạn ha. Bây giờ em quýnh lại cái trái bi này nè. Quýnh lại cái hình bi này thôi nè. Thịnh hướng dẫn tiếp cái hình bi này các bạn. Hình bi này á, nếu mà bi nó nằm như vậy nè các bạn, nó nằm xéo vô nè. Chúng ta thấy cà dè như vậy là mình sẽ đánh đá đôi nè các bạn, nhìn Thịnh nè. Rồi mình đâm nhẹ lại đá đôi lại mắc kiến nè. Cái này là cát đá đôi thông thường ha, đá đôi. Nhưng mà nhiều trường hợp trái bi nó nằm vậy, nó nằm là thẳng hàng đó các bạn, nằm thẳng hàng vậy nè. Và nếu như chúng ta quýnh trực diện trúng má dưới á, thì nó lại ra hình bi này. Thì hình bi này nếu mà bình thường mình quýnh xào bi á, mà không có dướng cái cây cơ này đó, thì mình đạp thằng đỏ về ok. Nhưng mà để xào bi hai nút nó khác. Rồi giờ Thịnh sẽ chia sẻ các bạn cú đánh này, cú đánh đảo mặt đạn các bạn ha. Tức là thay vì bây giờ góc độ này chúng ta đánh dày để trúng, thì mình sẽ đánh mỏng để xíu, mình lấy má ngoài của thằng đỏ. Rồi Lâm nhìn cú đánh này lại ha. Mũi bén nè, rồi em đâm mũi ngắn thôi, mỏng. Đó, lấy má ngoài các bạn ha. Cú này gọi là kỹ thuật đảo mặt đạn. Thì khi như vậy á, trái bi các bạn nó sẽ đi ra má ngoài, rồi mình sẽ đánh hai trái này đi vô trong. Thịnh chia sẻ các bạn vậy ha. Rồi, Lâm tập cú này em và đánh tiếp luôn nha. Khó nha các bạn. Thịnh nói là cái bài tập ngày hôm nay là bài tập nâng cao để giúp cho Lâm sẽ có những cái kỹ thuật tốt hơn trong bi da. Rồi, ok, rồi chưa. Rồi, tiếp tục. Đó, đẹp rồi nè. Đó các bạn, gứa đâu, thấy em gứa đâu. Cái được liền. Rồi, giờ tiếp tục nè. Giờ nó xa hơn. Đó, nó gần về em dễ quýnh rồi nè. Bây giờ nó xa hơn nè sao. Rồi em bén mũi xuống chút xíu. Cũng quýnh cái tốc độ cơ y như nãy luôn. Ok. Tuyệt vời các bạn. Rồi tiếp tục đi. Hành trình xào hai núm của Lâm Con. Rồi 2 điểm. Tiếp tục. Rồi 3 4. Sao bị quýnh cái kiểu đó. Mình không có đánh kênh. 5. Đúng rồi. Rồi tiếp tục. Mình đã xào 2 nút là mình xào suốt. Sáu. Ok. Tốt. Rồi tiếp tục. Quýnh gì à? Quýnh nổ này giờ bị mình nằm đâu nè, cúp nhẹ cái đạp này một băng chích đạn lên. Trời ơi, cúp mỏng cái là ra bi rồi, đẩy vàng lên nhẹ. Trời, quýnh lại coi nè, hình bi này đừng có quýnh nổ làm chi, cúp nhẹ cái. Rồi đạp một băng chích đạn lên, thả vô một cái nữa, thả vô một cái vẫn được đúng chưa? Đó thấy chưa, bao đường điểm nữa. Lâm em bích kê á là trái bi em chạy còn nhiều nha. Rồi tiếp tục. Em biết kê chứ bi chủ chạy còn nhiều quá. Rồi tiếp tục. Hay, 6 điểm. Rồi tiếp tục. Ta vừa thấy Lâm xử lý một cú đảo một đạn. 7 8. Rồi làm sao lấy ra ngoài đây luôn nè. Bán thiệt bán lấy ra ngoài luôn. 9. Rồi tiếp tục. Đó, em sẽ suy nghĩ làm sao trái bi em đi ra ngoài đây nè. Trái bi chủ phải nằm ngoài đây em mới quýnh hang này vô được. Đúng không? Mười, ok. Rồi tiếp tục. Hay á, quýnh trái bi rồi, hay á. 11, hay. Rồi chúng ta sẽ xem lượt này Lâm Con quýnh được 100 thôi nha anh em. 12 lộn, 13 14 sai chưa? Thấy chưa? Chứ bây giờ rồi là quýnh không có cái sự gọi là nâng niu nó sai. Rồi tiếp tục, vẫn còn ngon á. 15. Rồi tiếp tục. Xin chào các bạn nha. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. 16. Rồi, khoan Lâm, từ từ, gấp vậy. Em làm gì em gấp vậy? Em đi qua đi lại em nhìn trái bi, quýnh gì? Màu quăng đỏ, lấy đỏ ra. Em chậm thôi. Mỏng, áp phê nhiều. Vậy. Bây giờ tối kỵ quýnh ẩu nha các bạn. Ẩu là vô quầy. 17. Quýnh cho lọt lỗ luôn. 18 đúng rồi. À đẹp. Rồi mới chỉ luôn, mới chỉ luôn. 19 đó, thấy không? Y chang. Quýnh cho ra mắt kiến nha. 19. 20. Đó, em quýnh cái trái chết đạn thấy dở ghê không? Bây giờ sao quýnh được? Vậy hả? Lâm quýnh một băng chết đạn các bạn. Cái lực của em nó quýnh vô trái bi nó còn bị giống như nó còn hơi bị lộn xộn. Hay. Rồi tiếp tục. Đó làm sao gài ra được cái trái bi để ra được mắt kiến đây nè. 23 hay. Ok, đẹp. Đó, sơn được không? Cũng sơn ngon lành. Sơn là sẽ ra thêm một trái xỏ lỗ. 24. À, thấy ra xỏ lỗ chưa? Bít kê xỏ lỗ cho trái pin qua đây. Chỉnh cái lực của bi chủ. 25. Thấy chưa? Thấy chưa? Ồ, quýnh trái bi vừa rồi là quýnh nó bị thiếu nhấn xuống để cho nó sấy nhiều hơn. Được không? Còn quýnh thằng này phải tính sao ra KGE mất kiến á. Suy nghĩ đi. 25. Vẫn còn ngon á. Chỉnh trái KGE cho nó đi ra đúng mất kiến luôn. 2. Quá đẹp Lâm ơi. Hay các bạn. Xử lý trái bi rồi hay. 26. Cái nào hay là phải khen. Rồi 26 điểm. Trái bi vừa rồi quá đẹp. Gài lấy đỏ lên. 27 rồi, quýnh ra mắt kiến. 28. Đẹp. Rồi trắng vô, phải không? Cho thằng trắng vô đây. Đó, hiểu không? Đạp nè nè, đạp KGE cho thằng trắng vô đây. 29. Đó, quýnh như vậy mới vô hai nút được. Vẫn còn thiếu lực. Rồi, xê đỏ ra. Nhìn cho con đỏ vô đây trước nè nha. Vậy là phải đảo mặt đạn rồi. Chỉnh trái bi rồi. Nó vô đây mà ra mắt kiến rồi. Ừ. Direct á là mình sẽ quýnh đảo mặt đạn. Mình lấy má ngoài này luôn nè. Còn quýnh một băng chết đạn cũng được. Một băng chết đạn nha. Ừ ok. đẹp. 30. Vẫn thiếu một C. Rồi tiếp tục. Quýnh C kỹ vô. 31 nè, rồi một băng chết đạn, bi này phải ra mắt kiến. Ok, đẹp 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 đẹp. Quay vô cái lực em kìa, thấy chưa? Các bạn thấy không? Lâm là chỉ khác Thịnh Ken có cái lực thôi. Đó, rồi giờ làm sao? Sao đố em sao giữ được hai nút á? Rồi Quýnh Hứa ơi. Bấm mẫu không? 32. Ồ, phải vẫn còn trong hai nút. Đi. Giờ mất rồi. Rồi Quýnh sao nữa? Đã đôi trúng không? Rồi lấy cái cờ ra. Rồi Quýnh đi. Đó. Là phải dời mất ra cho nó dễ Quýnh. Quỷ. Rồi em đã ra đi. Thấy không? Đó, em thấy giờ em phát hiện điểm yếu em bị yếu gì vậy? Lâm yếu mấy cú này các bạn. Mấy cú này nè. Mấy cú này gọi là một băng chết đạn nè. Long Quýnh yếu trong cái điều khiển trái C. Ở đây chỉ lại cho câu nè. Này em Quýnh bằng mũi cơ. Đó, những bi này nè, mình nhắm vô 3/4 trái nè, mũi 1 nè, đẩy cu lê. Đó. Em nhìn anh Quýnh trái C thấy nó chạy thấy thương ghê không? Nè, ôm vô mắt kiến. Ra cái hình đó là em phải Quýnh ra mắt kiến. Rồi nè, lại nè. Rồi dụ nó xa hơn, nó xa hơn. Đó, nó nằm như vậy, nó xa hơn. Không, nó xa hơn đúng không? Mình thấp cái mũi xuống xíu nữa. Rồi mình cũng đâm cu lê nhẹ nhàng. Thấy chưa? Em thấy anh Quýnh trái KGE nó chạy thấy cưng ghê không? Một băng chết đạn là phải ra mắt kiến. Nè, xa hơn nữa nè. Đó, nè, mình ra hình này đúng không? Ra hình bi này. Đó, ra hình bi này, mình cúp nhẹ cái nè. Cúp nhẹ nè các bạn. À, các bạn Thịnh chia sẻ các bạn nè. Đó. Thấy gì chưa? Rồi. Đó, các bạn thấy trái KGE nó thương Thịnh không? Quét. Mắc kiến. Thấy không? Cái hình đó đó là mình phải Quýnh ra như vậy nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Thịnh chia sẻ. Lâm đang yếu cái đó. Còn mấy cái này Lâm đánh được rồi nè. Mấy này anh thấy em đánh được rồi nè. Đá đôi. Đá đôi rồi, đá đồ tốt rồi nè. Rồi mắc kiến xỏ lỗ. À, thả xỏ lỗ nè. Không sao bi hai nút nó khó chịu lắm. Xỏ đúng không? Xỏ nè. Xỏ cho trái bi mình qua kia mình Quýnh xuống nè. Quýnh xào hai nút là luôn luôn phải sử dụng kỹ thuật này nha mọi người. À, rồi giờ nè, KGE hai băng nè. Nè, nhìn cái cách anh vô, cái tay anh vô trái KGE nè. Bụp nè, em nhìn cái tay, mốt em bắt trước theo nè, nè như nè. Anh để cầu tay ngắn thấy chưa? Rồi em anh đâm vô rồi nè. Thấy không? Nhìn trái C anh chạy kìa. Cái mình điều khiển được cái trái KGE này nó mới là quan trọng nhất. Cao thủ Quýnh là một trái chạy thôi, thằng này chết bi, thằng này chạy. Đó, em Quýnh nó kết quả nó mới ra những cái thế đạn như vậy được. Rồi giờ Quýnh một băng chết đạn lại. Đó. Gì cũng như vậy các bạn ha. Nó phải có sai thì mình sửa mình mới hay được. Nào. Đó. Vô trận đâu cho em cơ hội em sửa lại đúng không các bạn? Vô trận mình Quýnh dư á thì đâu có cho cơ hội mà các bạn sửa lại đâu. Rồi hụt lại vô ghế rồi. Hiểu không? Rồi giờ nè. Ra hình này Quýnh cho nhớ. Em Quýnh cái thế nổ á, hồi nãy nè. Khi nào trái bi em, trái này nó nằm dưới. Còn trái này nằm ngang nổ làm chi. Trái nằm ngang nổ vậy làm chi. Đúng không? Đâu cần thiết. Mình cúp thôi. Cho nó đỡ. Nó an toàn. Đó nằm về. Em cứ cúp nhẹ một cái. Em cúp là thế nào cũng ra thế một băng chết đạn cho em mà. Đúng không? Em gài ra được thế này. Rồi đạp xuống. Rồi bây giờ tiếp tục nữa nè. Cái cú bít kê em phải sửa là bít kê. Bây giờ sẽ tập cho Lâm bít kê những cái mặt đạn này nha các bạn. Rồi. Rồi bi này em bít kê nha. Em sẽ bít kê và em lấy luôn cái má ngoài của thằng đỏ nữa. Đó, chứ không phải là chỉ đơn giản là giờ mình mổ bít kê ha, trúng nè. Cái này là trúng bình thường. Đó, cái này lấy má ngoài. Hai cái khác nhau. Rồi bây giờ em sẽ tập cái cú này nha. Rồi. Bi xa như vậy. Bắt buộc em phải bít kê. Và bít kê bén. Nhưng mà em muốn làm sao cho trái bi chủ em chạy nhẹ đúng không? Em vô cái mũi ngắn vậy nè, nè, nhìn nè, xuống nè. Thấy không? Là thằng KGE nó sẽ chạy chậm. Hồi nãy em để ý, em Quýnh cái bít kê không? Em Quýnh cái bít kê là cái trái KGE này nó chạy rất là nhanh. Đó, nè, mình vô cái mũi nè. Xuyên qua bén. Nhưng mà đâm chậm thôi. Đâm chậm thôi. Em nhìn trái KGE chạy kìa. Nó khác cái Xavier của em. Mấy đạn này phải tập. Nếu nằm dày dễ rồi. Nằm dày dễ không? Nằm dày mình chỉ việc xỏ nhẹ qua một cái nè, mình đâm nhẹ một cái. Đó là nó đảo mặt đạn rồi nè. Bi này đi xuống. Nhưng mà nó nằm dày khó nè. Nè thấy chưa? Đó, cái đài đẳng nó nằm ở những cú này nữa nè. Đúng không? Bi này bích kê ngon hơn kéo. Thử ha. Vô. Ok, livestream này Thịnh để lại các bạn bấm like giúp Thịnh, cảm ơn mọi người. Chia sẻ, không có giấu gì với anh em đó. Khó chịu đó các bạn. Chúng là cái chuyện đơn giản mà chúng để lấy được cái mép bên ngoài mà còn giữ được cái bi KGE nữa, nó lại là cái chuyện khác nữa. Rồi. Hy vọng rằng những cái clip này á, sẽ giúp cho anh em có thêm nhiều cái khái niệm mới về bida. Ok. Đó, như vậy là ngon nè. Rồi em quýt lại thôi coi. Đó. Những cái cú này là những cú để mình xà quy hai nút. Khó lắm em. Rồi, đứng cái cơ lên xíu nữa. Rồi xuống xiên nhẹ qua. Đó. Thấy chưa? Mày vô trận dám quýnh vậy không? Đó mày. Cái này là mình tập luyện, mình học mình sắp đi quýnh lại. Và vô trận mình đánh được cái cú đánh đó mà đúng cái má ngoài không, nó là thuộc về sự khổ luyện nha các bạn. Tâm lý nó đủ thứ trọng hết. Rồi tiếp tục nè. Đó. Đó, trái bi này đi. Đó các bạn, Thịnh hướng dẫn Lâm là những cái cú này á, là những cái cú mà quan trọng để giúp mà chúng ta trong khu vực hai nút. À, đây dành mọi người. À, đó những trái bi như vậy là cũng phải tập luôn nè. Rồi các bạn nhìn cái hình bi ha. Đây là một cái hình mình cũng hay gặp luôn nè các bạn. Bi mình bị trắng đúng không? Đó, nào nếu mình quýnh bích kê như thông thường. Quên, mình quýnh theo cái bản năng, mình xào hai nút quen rồi cái mình quýnh kiểu đó hoài. Làm như automatic luôn rồi. Đó, nào mình quýnh bích kê chúng kiểu bình thường nè các bạn. Thấy không? Lã ra như vậy. Ê, nếu mà lực mình quýnh vậy là mình thấy cũng ngon rồi đó. Nhưng mà để cho trái bi nó đẹp hơn nữa, chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật bích kê đảo. Đảo cho anh nói cho em hiểu không? Mình quýnh trúng cái má này là các bạn. Mình đưa trái bi KGE nó đi vô đội trong đây lại. À, và cái này nè, là Lâm như nè, để mũi ngắn thôi, phê 4 giờ. Đó. Mình quýnh cái cú này á là trái bi đi vô. Em phải tập những cái cú này nhiều. Và phải quýnh là hầu như là ngày nào cũng quýnh luôn á. Ngày nào mình gặp hình này là mình phải quýnh. Đó em thấy chưa? Thấy giờ thấy quýnh trái KGE đi. Nó sẽ không đi ra ngoài được. Rồi, tập nữa. Các bạn thấy dữ liệu nhiều không? Đó. Dữ liệu bida là bao la. Ok. Đó. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi giờ nè, xa hơn miếng nè. Xuống ngọt cái mũi, qua trái bi luôn em. Ngọt cái mũi qua trái bi luôn. Đúng rồi. Đó, chỉnh trái C lại. Đó, đẹp không? Rồi, tiếp tục. Hình này đó, Thịnh đang hướng dẫn Lâm Con á, những cái hình bi mà để chúng ta đánh hai nút là cũng như Thịnh chia sẻ các bạn luôn. Đó, hình này em quýnh sao ra mắt kiến. Em quýnh mũi gì? Bi vàng á. Đúng rồi. Nhưng mà cái này nói cu lê đà mi là không đúng. Cái này em quýnh cu lê chết đạn luôn. À, nhìn là cái cú đánh của mình nè, nhìn trái bi KGE chạy nè. Nè. Đó. Em nhìn trái bi KGE chạy chưa? Đó. Đúng không? Cái này gọi là cu lê một băng mà quýnh chết đạn luôn. Cái này em ra cái mũi á, chậm thôi. Em để mũi cu lê nhưng mà lúc em chạm vô là chạm ngắn thôi. Nè, chạm ngắn. Thấy chưa? Để chi để cái thằng này nó không đi nhiều nè. Cái thằng này á các bạn, cái thằng KGE nó ngộ lắm. Bi chủ mình chạm KGE đi nhiều là hơi hình nó hư à. Đúng không? Rồi quýnh cho các bạn xem. Cái này chúng ta đánh mũi cu lê nha các bạn. Cu lê tức là cái mũi từ tâm bi trở lên. Mình đẩy cu lê tới. Rồi. Cu lê băng. Sai. Rồ nó mới ra hình này. Em quýnh thiếu giày. Rồi. Lại ơi. Đó, Lâm Con bây giờ là phải muốn ít giao hàng là phải tập. Đúng không? Thiếu giày nữa. Thấy không? em muốn ra chết đạn á, em phải vô dày xíu. Nè, nhìn cái cú vô của anh nè. Nè. Nè, nhìn cái mũi anh vô của trái bi nè, đẩy cu lên nè. Bây giờ em thấy cái anh chạm trái C nó chạy không? Trái C nó chạy nhiều hơn trái bi của anh, chết đạn. Nó mới ra được cái mắt kiến này. Em quýnh bị thiếu dày. Em tập làm sao mà em nhớ mấy hình bi này luôn, em nhớ trong lòng em luôn á. Rồi ra trận em bắt buộc phải quýnh vậy. Nay ngày uống ít thôi các bạn, hôm nay uống có mấy lon à. Dưỡng sức mai nhậu tiếp. Sai gì, sẽ phê rồi. Cái bi đó để phê bên phải mới đúng. Đúng rồi đó. Các bạn ha, đó, trái bi đó là mình phải quýnh ra được như vậy. Cái nó ra cái hình này không? Đó, cái mình xỏ lỗ nhẹ cái, mình quýnh nó xuống, mình xào hai nút. Không, nè, đó. Nó có bài của nó hết các bạn. Bia là nó có bài của nó hết. Đó, nó có cái cách đánh, cái chiến thuật đánh hết. Để mà chúng ta xào được hai nút, nè, đưa đỏ vô. Không. Thì những cú đánh á mà quan trọng, chắc hôm nay Lâm Con trả bài series 100 là chưa được rồi. Bữa sau sẽ trả bài. Và đây giờ cái cú này nữa nè. Rồi. Cú này bình thường quýnh sao? BMB vàng á. Đó, các bạn thấy không? Trái bi già nó ngộ lắm, nó hở xíu, nó ra khỏi bằng xíu, nó là một cú đánh khác. Cái gì? Bích kê hả? Trời ơi, vậy quýnh thử coi. Em quýnh thử coi ra mắt kiến hay không. Nó chơi khó không à. Gọi gã gì? Rồi, nè. Đó, bởi vậy bia không phải lúc nào mình cũng bích kê, bích que vậy không? Rồi, nhìn đây. Cú này mình quýnh trái C chạy 3 băng. 1, 2, 3, qua đây. Rồi nè, không áp phê, mũi cơ số 1. Này là quýnh mũi dưới. Rồi, đẩy cu lê. Bây giờ thấy trái KGE chạy chưa? Anh bị thiếu mũi bên kia rồi nè. Đó. Bi này em cũng nhìn ra bích kê vậy. Này khoái độc đẻo quá. À vậy nè, rồi đẩy cu lê. Thấy chưa? Thấy chúng trái bi đẹp chưa? Đúng không? Một băng chết đạn, nhưng mà em sẽ quýnh cái mũi cơ ở dưới tâm bi. Đúng không? Quýnh đòn đông, đòn đẩy. Đó, cái bi này bích kê. Bích kê hụt giao hàng thấy bà luôn nó cu. Quýnh đòn đẩy nha, quýnh đòn đẩy á. Mũi cơ số 2, 3/4 trái. Rồi đẩy cơ tới. Sai, em quýnh được cái gân cái tay lại. Lâm vừa rồi nè, Lâm vô cái Lâm giật cái tay lại các bạn. Cú đánh nó bị sai cái cách ra cơ. Lại nè. Cú này là đi vào lòng người luôn á. Nhìn ở đây, nè, nhìn nè. Nè, đâm đi nè. Hiểu không? Cứ đánh thẳng tới thôi, có gì đâu mà giật tay, giật chân vậy đúng không các bạn? Hiểu chưa? Nãy đâm chưa hết vậy rút ra mẹ rồi. Thiếu giày. Đó, em chạm vô cái trái KGE là thiếu giày. Làm lại, nhớ cái gốc. Và mấy trái này nè, rảnh rỗi là phải tập những đạn này nhiều. Đạn này không phải ai cũng quýnh đâu. Rồi, mũi cơ số 2, đây nè. Rồi, cứ nhắm giày bằng tôi trái. Rồi, đó, ngay đây, rồi cứ đẩy cu lê thẳng tới. Đừng có suy nghĩ gì, cứ ra lực đàng hoàng luôn. Ừ, đó, vậy đó. Thấy chưa? Thấy kết quả chưa? Ngon hơn bích kê không? Oh, bị xà lách xà lơ, nó bích kê, trời ơi. Bởi vì em giao hàng cho Khánh La Ve với Hồ Di hoài là như vậy. Nha các bạn, vừa rồi là Thịnh chỉ cho Lâm một cái cú đánh đó nè. Chết đạn 3 băng là trái KGE chạy nè. 1, 2, 3 qua đây. Cái cách mình nhìn được cái góc bi nè. Quan trọng lắm. Đó, em nhìn cái góc nè. Thế nào 2 băng nè. Vậy là 3 băng nè. Còn như vậy là... 2 băng phải không? Vậy là 2 băng. Tức là trái bi á, nó lệch đi chút xíu á là nó đã ra kết quả nó khác rồi các bạn. Và cái cú đánh nó khác rồi. Cái bị già này nó ngộ vậy. Bộ chưa đánh cú đó bao giờ á, sao mà không biết ta. Chắc là hiếm khi đánh đúng không? Em ngẫu hứng đúng không? Vậy em nhìn lại trái KGE nè. Đó, như vậy là bắt buộc đánh nè. À, như vậy nè. Không, rồi. Tức là em chỉ đôn cho thằng KGE nó chạy thôi. Phần còn lại bị chủ auto chúng, em đôn cho thằng KGE nó đi thôi. Thấy không? Nó còn nhiều hình ghê gớm lắm, như hình này nè. Đó cũng nó luôn nè. Đó. Cái này em phải coi mấy người như ông Xavier, ông Quýnh em mới thấy sợ. Xavier hay Sam và Esten người ta quýnh mấy trái bi này, người ta quýnh cơm bữa luôn nè. Này cao cơ lên nữa nè, cũng y chang này nè. Nè, nhìn C, anh bị quýnh sai cái mũi cho C, thấy chưa? Đó, nè. Tại vì nếu mà mình bi nó gần vậy đi. Đó, mình sử dụng bích kê. Đó, cái này là ok. Em quýnh bích kê hay mát C á, em phải chắc chắn là nó ra được cái mắt kiến em mới quýnh. Còn nếu mà không ra mắt kiến thì đừng quýnh, hiểu không? Vì nó rất là nguy hiểm. Nhát bạn chia sẻ với mọi người như vậy. Hiểu chưa Lâm Con? Rồi làm lại cái đó đi rồi. Kết thúc bài học của Lâm Con ngày hôm nay. Đi ngủ mai giao hàng tiếp. Sai hỏi đừng có quýnh cái gân. Nói nè, Lâm Con bị cái cú vậy các bạn, đâm vô cái giật cái tay lại hoài nè. Cái sai này là cái sai mình thấy nhiều người bị lắm. Mọi người đừng có để dính cái cú đó nha. Đâm tới thôi, cứ đẩy cù lê tới á. À, rồi đẩy ngọt cái mũi cơ ra thẳng ra. Ừ vậy đó. Thối ngày giật hoài. Giật hoài anh em. Rồi nè tiếp tục đi. Chỉ này ghiền quá, chỉ hoài luôn. Chỉ chừng nào thành thợ rồi thôi. Rồi trái bi này là quýnh trái xe chạy sao? Xe chạy máy quăng. Nè, đại mũi ngắn nè. Em phải tập những cú này. Đó, em phải tập những cú này và em quýnh là như cơm bữa luôn kìa. Những cú mà đẩy thằng xe chạy chết đạn á, nè những trái bi nè. Phải nhìn được KGE nha. Phải nhìn chính xác thực tế KGE nè, 1 2 3 rồi vô. Nè, nhìn cái mũi anh vô nè, cu lê nè. Nào. Cái này phải tập á, cái cú này gọi là cái cú đánh. Anh ngày xưa anh quýnh với thằng Sam thấy nó quýnh anh mới lên được vậy đó. Tức là người ta quýnh là cú nào ra cú đó, còn mình quýnh theo cảm giác là không được. Đúng không? À, rồi. Cái chị Thịnh hồi xưa Thịnh tập bida gian khổ lắm. Lúc này thấy những đứa em như Lâm mê bida tự nhiên mình thấy hứng lắm các bạn. Và mình muốn chia sẻ hết để giúp cho mấy em nó hay hơn thôi. Chơi bida hay hơn thì sau này có lớp kế thừa đúng không? Đúng không? Rồi. Ra mắt kiến ơi. Được không? Giờ chi nào trả bài 100 điểm. 100 điểm mà xào 2 nút là Thịnh quýnh là như cơm bữa luôn các bạn. Nó dễ đấy Thịnh quýnh hoài à. Mà đối với Lâm nó là một điều gì rất là khó. Rồi mắt kiến sổ lỗ rồi nữa ha. Rồi những cái mặt đạn như vậy là chắc em biết rồi ha. Mấy mặt đạn như kiểu như vậy là biết rồi cái gì à, biết chưa? Có quýnh bao giờ nhiều chưa? Đó phải quýnh nha. Mấy mặt đạn này mình nhìn vậy chứ nó dễ trúng lắm. Đừng có gì cũng mách xe bít kê. Giao hàng chết luôn câu nè. Thấy không? Đó cứ nhớ mấy hình vậy. Mình quýnh đi quýnh lại, quýnh đi quýnh lại hoài. Và nhớ luôn luôn đưa cho KGE đi vô đây nha. Rồi ok 11 giờ rồi anh em ơi. Tới giờ ngủ vợ kêu. Rồi Thịnh cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn. Mọi người chia sẻ video này giúp Thịnh ha. Hy vọng là Lâm Con chừng nào có cơn chăm nói với anh em coi. Lại đứng tập cho nãy nói chuyện nó nhát lắm. À giờ đứng mốt cũng làm ăn pizza phải nói giống anh vậy nè. Chừng nào có cơn chăm xào 2 nút nói với các bạn coi. Vậy em sẽ cố gắng thôi nhưng mà em không biết, nhưng mà sẽ cố gắng thời gian không lâu. Không bao lâu không? Không lâu không? Dạ. Một tuần. Tuần không? Tuần ha. Dạ. Ok, chúng ta sẽ cùng đợi một tuần luyện tập của Lâm Con là sẽ có cái kết quả như thế nào nha các bạn nha. Ok, Thịnh cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream này. Hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người luôn luôn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên bấm đăng ký, subscribe kênh YouTube Thịnh Ken và Facebook để luôn luôn được cập nhật những clip hướng dẫn bida hay. Cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt. Rồi, cảm ơn anh em nha. Nữa ông nội nào Thịnh gây nữa vậy? gây đưa ghệ đây. Rung xong rung cái livestream thì em mới thấy được là nó cái khả năng của mình nó đâu không, áp lực tâm lý rồi nó rất là nhiều thứ. Từ từ Lâm Con sẽ có series lớn cho anh em xem nha. Goodbye mọi người. Cảm ơn, chúc các bạn luôn luôn nhiều sức khỏe.